Bây giờ mình với lại anh Dasu sẽ vào đây uống cà phê. Một cái chòi rất là nhỏ đúng không mọi người? Che bởi những cái tấm bạc. Gái. Banatraya. This is from Gotski. Banat. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ có mặt tại thung lũng Omo gần thành phố Sinca, một cái tỉnh ở phía tây nam của đất nước Ethiopia. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái khu chợ Bana Market in Kiafar. Ok, Bana Market, một cái khu chợ chiều. Hiện nay là theo giờ địa phương ở đất nước Ethiopia là 2:30 chiều. Ở giờ Việt Nam thì hiện nay là 4 tiếng là 6:30 chiều. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo anh Dasu và Bùi Hồ đi theo visit Bana Market. Để xem chợ này có bán những gì nha. Đây là cái khu bán maize, corn, bắp. Khu bán bắp. Bắp giống như là một cái thức ăn chính của người Ethiopia vậy không mọi người? Đi đâu cũng gặp toàn là bắp hết á. Đây là đậu. For food, it's a beans. Beans. Okay. So they are from Bana. Bana? Yeah, Bana tribe woman, but they got married, you know, their family are from Hammer tribe. Đây là người bộ lạc Bana. Tóc của họ thì luôn để ở trong cái boom. It's like rasta. Local rasta. Họ rất là mặc dù là cái đất nước người dân Ethiopia rất là không thích chụp hình, nhưng mà người bộ lạc Pana này họ rất là thích chụp hình và họ mang những cái đóng cửa để đi. Ok. Họ không có chịu. Họ yêu cầu chụp hình nhé. Bring palai. Qua sau lưng là một cái củi và đeo lên ở cổ một cái dòng gì đó rất là to. Một cái dòng quấn dòng sắt như thế nào ở cô bác quý anh chị? Tóc thì xoắn lại. Có nghĩa là chị nói là tóc này làm từ đất sình non á. Và họ xoắn lại. Anh đi du anh cho tiền, ok. Ok. Anh cho tiền cái bạn này mới dễ chụp hình đó, giống như là quay phim. Đây là một cái khu chợ ở một cái vùng quê, ở một cái thung lũng á. Thung lũng Omo này được bao quanh bởi các dãy núi liền nhau. Maize, for food. Và thậm chí là người dân họ đi chợ nhìn rất là ngộ nghĩnh đúng không? Ok. Yeah, đúng. So we keep going. Yeah. You can see money Ethiopia. Money you can see. Okay. Pink. Đây là một cái tờ tiền của đất nước Ethiopia. Có mệnh giá là 50 bia. 50 bia thì khoảng 50 đơn vị lập bia thì 50 bia thì khoảng 100.000 Việt Nam đồng. 50 bia. Đây là một cái lá this dùng để coffee, để uống cà phê á, coffee dùng để giữ ấm cho. Ok, dùng để giữ ấm. Dạ. This one is incense. Seed of eucalyptus tree. Here? Seed of eucalyptus tree we put in the fire. A fire? Yeah, we put in the fire. Có một cái ok, có một cái vị thơm. Và đây là cách người dân họ buôn bán dầu. Oil for food. À.
họ mua là một cái chai nhỏ như vậy á, nhỏ xíu à. Một cái chai nhỏ xíu. Oh yeah, 20 beer. À. And this is charcoal for fire. Charcoal. Vietnam beef than. Than. Okay. Họ không thích mình chụp hình. Okay. We just keep working. Nếu như chụp hình, họ nói là chụp hình thì phải gọi là cho tiền. Photo copy, you send money. Okay. But we are on video, no problem. Okay. Yeah, photo we do. Pay. Video, no problem. Video you can do. But if you want to take photo, I will pay. You do picture. Okay, no problem. Okay. Và đây là cái gian hàng buôn bán của họ nè. Dầu, hành. Oh. Hey, yeah. Anh nhìn đây. Thấy không? Và đây là một cái cây gừng để sửa răng, để làm trắng răng của họ. Nên là nữ cô bác của chị sao hỏi người Châu Phi tại sao răng họ trắng như vậy? Ấy đi. Anh đưa photo anh sẽ sửa cái này. Đây thì là mà này. Ai anh chị nói. Vì sửa sửa đó. Anh mới sửa anh sao? Thế ta? Anh đưa lên số Arad anh mới sửa. Hàm sao vậy chứ? Anh đưa số sửa rồi. Sugar cane. Yeah, sugar cane. Mía. Huh? Vietnam biết mía. Mía. À, ở đây là. That's potato. À, potato là khoai lang. Họ gặp cái máy quay thì có thể quay được, nhưng mà chụp hình đối với họ là một cái điều gì đó nó rất là lạ lẫm luôn. Yo. Tomato. Coffee? Yeah, that's for coffee pot. Coffee pot. Yeah. Và đây nè, cái không gian chợ mình nhìn rất là đẹp luôn á. Rất là bình dân. Cô này. Anta. No. Và trong kia hình như chắc có lẽ là những cái nhà bán ăn. Dạ. Yeah. No. This one is a coffee shop. Coffee. Yeah, local restaurant. Get to and coffee. Yeah, you want to have coffee? Oh. Coffee for drink. My you can with coffee, okay? Okay. Ở đây là nơi bán quần áo. Những cái áo cầu thủ của đá banh á. Mình sẽ đi vòng vòng hết cái chợ này, mình sẽ vô một cái liều đó mình uống coffee thử cô bác anh chị xem. Tóc của họ được bệnh vô rất là óng ánh luôn á, đất sét á. Very good. Ngay cả những cái con bò. This one is a coffee of Bana, Hammer, Dasnish, Karo tribes. It's a coffee shell. Cái vỏ, cái hạt vỏ của shell of the coffee. You don't see it, the seed already they take it out, you know. So they are drinking the coffee shell. Coffee shell. Coffee shell là những cái vỏ của hạt cà phê. Yeah. Coffee shell. Okay, rất là thơm luôn. Okay, the green. Yeah. Green. So, so with this one they sell it 10 beer. Mm. 10 beer, all of this is 10 beer. How much money? 10 beer. 10 beer. Yeah, 10. À là 10 beer. Mm. One 10 beer. Yeah. 10. Yes. Là 10 10
10 bia của Ethiopia. Ethiopia. Đây là chợ của người dân tộc Bana. 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 Yes. Đây là shop phòng. Shop. Shop. Yeah, shop. Ok. Những thanh niên còn sử dụng những cái chiếc điện thoại như thế này. Ồ, bán từng cái cây đinh nhỏ nhỏ kìa. Ồ, hai ba cây đinh, một hai cây đinh. Đối với họ thì những cái những thanh sắt như thế này là một điều gì đó rất là quý. Ông ở bên Bonnie. Ê, xin thưa ông. 20 à, chú 10 beer. 20 beer. One. This? Ê, xin thưa ông. 20 something. Ừ, 20 à. Và đây là những cái dòng sơ chuỗi cho nên mua để trang trí. They make from this, they make the jewelries. And plus here, you see, they make from this. And oh, okay. There are other beads, you know. No. No, it's all interested. You can say it to me now. No, look up again. No gốc lắm. Camera no go long. So you see, they buy this. These are beads. So they used to make this kind of jewelry. À, đây là những cái dòng trang trí. Còn ở đây là giải ở đây bán vỏ hạt cà phê. Yeah. Okay. This one. This one for eating is like and this one is a shells from the sea from Lake Turkana. Là những cái vỏ của những cái con ốc á. Người ở đây thì đất nước Ethiopia người ta shell. Không có giáp với biển nên cái này người ta bán đây người ta đeo. Yeah. Đeo vô cổ á. Bây giờ mình với lại anh Dasu sẽ vào đây uống cà phê. Một cái chòi rất là nhỏ đúng không mọi người? Che bởi những cái tấm bạc. Và cùng vào đây uống một ly cà phê ngay tại Ethiopia. Ok. It's coffee. Coffee. Đối với người dân Ethiopia được mời một ly cà phê là một điều gì đó rất là quý. Có một cái câu chuyện là một cái anh chàng kia, ảnh chăn cừu. Và khi anh phát hiện được cái con cừu của mình ăn một cái quả gì đó lạ hư và nó cứ nhảy hai cái chân lên. Và khi đó thì anh mới ăn thử và anh cũng thấy mình hưng phấn cả một ngày. Và anh cứ đem đó cái hạt có màu đỏ đỏ như vậy để anh đưa cho vị đức cha. Nhưng mà anh sợ mạo phạm nên anh không dám đưa và anh dục nó vào lửa. Và khi dục nó vào lửa thì nó lại cháy xém và có một cái mùi rất là thơm. Và từ đó hạt cà phê bắt nguồn từ Ethiopia. Yeah. Ethiopia. Coffee Ethiopia very good. Và đây là cái tách cà phê của mình có một ít đường. Và người Ethiopia thì họ không uống đá, họ chỉ uống nóng thôi. Và uống với là một cái loại cây. Họ chăm cà phê rất là điều nghệ nha mọi người. Ok, thank you. Và đó là cái không gian pha cà phê của người Ethiopia. Mà khi đi đến đất nước này thì các bạn cô bác quý anh chị sẽ bắt gặp cái hình ảnh người phụ nữ pha cà phê như thế này. What name? Ru. Ru.
in English room in Amharic Tenadam. Tenadam in local language in Ethiopia. Và khi anh uống anh đá su này uống anh sẽ bỏ một cái lá cây này sẽ quậy vô trong cà phê, nó sẽ tăng hương vị cà phê hơn. Và cái vị này nó có vị ấm á, nên rất là tốt cho cái bao tử của mình. Ờ tôi lo sao. Aman nó mình lịch tazaz. Chay bunna injera course mình tbalal. Imachi. Và người ta chỉ uống nóng thôi nha mọi người. Nó có vị rất là khác luôn. Cái lá nó tỏa ra một cái mùi về hương á. What? Say cà phê luôn. Ngon. Thời tiết ở Ethiopia bây giờ khoảng 35 đến 38 độ C. Và một thưởng thức một ly cà phê nóng đối với người Ethiopia, những người dân bình thường, là một cái gì đó rất là xa xỉ. Chỉ những người mà sang sang mới được vô một cái quán cà phê như thế này ngay tại khu chợ thôi. Mặc dù rất là tạm bợ, nhưng đa phần đối với người dân Ethiopia thì phần nhiều là họ đói kém, và thanh niên thì không có việc làm. Đó. Làm một ly cà phê nữa thì mình sẽ đi dạo. Tigers. Tigers. What? You tigers? No, I'm good. I'm not tired. I'm good. Just a little bit hot. Hot. Yeah, hot. But I'm okay. Mình hỏi ảnh là anh có mệt hay ảnh, mình có vẻ là thấy ảnh mệt á. Anh nói là no tigers. Anh nói là I'm strong. Anh nói anh rất khỏe luôn. Ok. How much money? This is 50. Yeah. How much two cafe? Two cafe is 20. 20. 10 10 beer. 20 beer. Yeah, two coffee 20 beer. 10 okay. 10 beer. Yeah. 20. Okay. 10 beer. 10 beer. 10 beer. B, đây là đơn vị tiền tệ của Ethiopia. B ạ. Ok. Bây giờ mình sẽ rời khỏi cái quán cà phê này thôi. Đây là toàn cảnh cái khu chợ đâu mọi người. Đây là một cái cô gái người đang mặc cái bộ đồ của lông thú. Animal. Goat. Anh đang đi nè, anh lại cầm con gà. Một cái cục pin, nhưng mà Bùi Hồ bắt gặp là họ rất là quý cái cục pin luôn. Mình phải che cái tay lại để họ thấy. Đúng mọi người, họ thấy mình quay phim á. Đây là hai cô gái. Banatrai. This is from goat skin. Họ chọi mình. Yeah, animal. Hả? Goat. Skin animal. What? Goat skin. Goat skin. Goat. Goat. No, there is the other one. That's one there. Họ mặc những cái trang phục bà. That one, goat. Yeah. And goat skin. Bất
Đây là một cái khu công viên đó mọi người. What? Bana tribes are drinking. This is called Borde or Chaka, which is a homemade beer. Homemade beer, everyone which they are going to drink. It's made from sorghum. Sorghum, yeah. It's made from sorghum. Ah, shut up. We're gonna have another one, okay? Same beer? Yeah, same. Tata, where? Everyone, you can have a seat here. Then you can taste. Okay? No problem. Look. Yeah. Drink. It's good, very good. Yeah, it's made from sorghum. So if you drink more, you'll get drunk. But if you drink less, you will not get drunk. So it's like a food, you know, it's like it gives you energy. Giống như bia vậy. So now we taste. Thử đi. No problem. Not like not same like yesterday one. Same beer. No, not same. Different. This different one beer. Very less. No alcohol. This hap one. Hap hang beer. No alcohol. This one. Ina lante it's ada mende no gede yeder bila cumpul. Tua. Okay, you taste. Chua. Không có cồn, không có xỉn, nhưng mà chua. Chua lắm. À, giống như là một cái vỏ của cái quả bí hay là gì đó. Họ đang theo nước này họ pha chế của người Bana. Giống như là một cái nước giấm á, giống như là một nước giấm bị men nhưng mà how is it? Thank you. Đây là một cái nước phim mà trải nghiệm của Bùi Hồ ngay tại một cái khu chợ của người bộ lạc Bana Tribe. Một cái bộ lạc rất là hay nhưng mà họ rất là ngại chụp hình. Và hôm nay được trải nghiệm uống một cái vị nước gì đó đặc trưng của người bộ lạc á. Cảm giác nó lạ lắm. Đây là cái ghế của người Bana Tribe. À, một cái ghế rất là nhỏ mà ngồi không kỹ thì nó sẽ ngã. Yeah. Yes, you are good. Very good. Good balance. Okay. Thank you. Look like this. Yeah, nó nhỏ xíu xíu luôn á. Yes. Making consomme. Thank you. And also they use this one to sleep also. Oh, có nghĩa là họ làm gói họ ngủ luôn. In the evening, they put ngủ this, buổi tối á. Then like a pillow. Sleepy.
Yeah, in the evening, Bana Hammer Tribe. À. Yeah, vừa làm gói mà vừa làm chỗ ngồi luôn á mọi người. Rất là hay ha. This is for sleeping, this like a pillow. Like a pillow. So in Hammer Tribe, Bana Tribe, Dasanich, Karo, all of them, they have their own wooden like this, which they use for sitting and for sleeping. Rất là hay. Good morning, everybody. Thank you. You can say Barjo Ime. Barjo Ime. Uh-huh. You can say Barjo. Batri. Barjo. No, it's not. Okay. Okay. Barjo. Badicho. Ime. Ime. Barjo Ime. Badicho Ime. Yeah. Badicho Ime. Yeah. Badicho Ime. Yeah, yeah, okay. Và đây là cái gian hàng họ bán đồ lưu niệm đó mọi người cho du khách. À đây là cái những cái đồ ngọc. Hammer, Bana and Dasanich. Yeah. Also the summer the Karo tribes. Yeah, còn đây là những cái hình nhân. À họ mời mình. Bạn nhiêu? Oh, any more? Yeah. Goats. From goat skin, the con dê. These are from goat skin, which they use for dressing and also they put it on here. À, họ trang trí á. Oh, hay ghê ha. How much money? Centenary. Huh? She say 3,000 baht. 3,000. 3,000 baht. 3,000 baht. Yeah, in dollar it's like. $55. Những cái gian hàng lưu niệm họ rất là đẹp luôn mọi người. Đây là những cái mặt nạ rất là ngộ ha. Và đây là hết cái khu chợ đó. Cái khu chợ này bán những cái gian hàng rất là đẹp luôn. Và chắc có lẽ là bao nhiêu đó thì cô bác quý anh chị cũng đã hiểu thêm về một cái khu chợ của người dân Ethiopia, chợ Market Bana Tribes Market Afar, một cái khu chợ của người bộ lạc Bana Tribe ngay tại phía nam của đất nước Ethiopia, để cho cô bác quý anh chị có thể hiểu thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.